Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh Hưng Yên xảy ra 16 vụ cháy. So với cùng kỳ, số vụ cháy, số người chết, thiệt hại tài sản giảm nhiều. Đạt được kết quả trên là nhờ các doanh nghiệp, cơ quan, hộ gia đình đều nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy. Đây là buổi diễn tập thường kỳ phương án chữa cháy cứu người, cứu tài sản của chi nhánh xăng dầu Hưng Yên vừa được tổ chức. Tình huống giả định đưa ra trong quá trình nhập xăng từ xe bồn vào bể chứa tại cây xăng, do sơ suất, đầu nối của đường ống dẫn xăng bị tuột khỏi họng nhập của bể chứa. Xăng tràn ra ngoài tạo thành hỗn hợp hơi và gặp nguồn nhiệt nên đã gây cháy. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã điều động lực lượng và các phương tiện cần thiết kịp thời đến hiện trường triển khai các hoạt động chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Sau một thời gian ngắn, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn. Buổi diễn tập đã đáp ứng cả yêu cầu về thời gian, kỹ thuật, chiến thuật. Những năm qua, chi nhánh xăng dầu Hưng Yên luôn chú trọng quan tâm tới công tác an toàn vệ sinh lao động, đặc biệt là phòng chống cháy nổ, an toàn cho người lao động và tài sản. Tôi tổ chức thường xuyên có những việc kiểm tra thường xuyên tại các cơ sở, và đối với chi nhánh thì là tổ chức các cuộc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, xem tất cả các cái việc thực hiện của anh em nó có tốt hay không, hoặc các trang thiết bị tại các vị trí nó có đảm bảo hay không thì chúng tôi sẽ xử lý và thay thế kịp thời. Để duy trì tốt các hoạt động sản xuất kinh doanh trong mặt hàng may mặc của công ty, hàng năm công ty cổ phần An Khang có địa chỉ tại thôn Phương Thông, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên luôn quan tâm đến các hoạt động phòng cháy chữa cháy, xem đây là nhiệm vụ quan trọng đối với công ty. Công ty đã chủ động kết hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, thành lập đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ. 100% người lao động đều tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy. Các cái trang thiết bị phòng cháy chữa cháy thì chúng tôi đặt tại các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao nhất, để khi mà có sự cố xảy ra thì tất cả các anh em hoặc là các đội hoặc công nhân cũng đều có thể xử lý dập được ngay tại chỗ. Toàn tỉnh hiện có 8 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng số trên 500 dự án. Với tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh, nhu cầu sử dụng năng lượng điện, xăng, dầu, khí đốt, hóa chất, vật liệu công nghiệp ngày càng tăng, cộng với sự biến đổi khí hậu, tác động của môi trường, diễn biến bất thường của thời tiết, làm cho nguy cơ cháy nổ trên địa bàn tỉnh ngày càng cao. Để làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở doanh nghiệp thì bản thân các doanh nghiệp phải nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy. Bên cạnh đó, các cơ sở doanh nghiệp cần làm tốt công tác 4 tại chỗ, chủ động cho việc chữa cháy ban đầu để không những làm giảm thiệt hại cho doanh nghiệp mà việc chữa cháy của lực lượng chức năng cũng sẽ bớt khó khăn hơn.